Bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những sản phẩm mà mình cảm thấy yêu thích nhất trong lĩnh vực skincare năm 2016. Thì đáng lý video này đáng ra là nên xuất hiện cách đây phải là hơn một tháng rồi, bởi vì bây giờ cũng đã là tháng 2 của năm 2017 rồi. Nhưng mà thật sự tới bây giờ mình mới có thời gian để ngồi xuống làm video chia sẻ với các bạn, nên mình thật sự xin lỗi các bạn rất 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 là nhiều ạ. Ngoài ra thì như các bạn cũng đã thấy là channel First Date bây giờ đã có hơn 13.000 người theo dõi. Mình thật sự cảm thấy rất 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 là hạnh phúc luôn, bởi vì mình thật sự nghĩ là mình không bao giờ đạt được đến một con số như thế này đâu. Lúc đầu mới mà mình mới làm YouTube á, thì mình nghĩ là mình chỉ được tầm 2 đến 3.000 người theo dõi là cùng lắm rồi, là mình đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà mình không ngờ là mình có thể đạt đến con số hơn 13.000 người này. Mình thật sự cảm ơn, 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 cảm ơn các bạn rất 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 là nhiều luôn. Không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn đi, bởi vì mình cảm thấy video ngày hôm nay cũng sẽ khá là dài đó. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là sữa rửa mặt. Đây là sữa rửa mặt All Natural Blooming Cleansing Foam. Đây. Cái loại sữa rửa mặt này thì mình cũng đã nhắc tới trong một video yêu thích, hình như là video yêu thích tháng 10 thì phải. Đây là một loại sữa rửa mặt có tạo bọt, thích hợp cho những bạn da hỗn hợp thiên dầu cho đến da dầu, có khả năng làm sạch rất là tốt, và ngoài ra thì nó cũng khá là dịu nhẹ, được chiết xuất từ hoa cúc nên cũng tốt cho các bạn mà kiểu như da bị mụn hoặc là da nhạy cảm đồ các thứ hơn. Thì loại sữa rửa mặt này mình cảm thấy mình sử dụng rất là hợp. Nên bằng chứng là các bạn có thể thấy là mình sử dụng cũng gần hết rồi, tới mức mà mình bóp méo cái chai này, gọi là nhìn nó siêu siêu vẹo vẹo luôn rồi. Mình rất là thích cái sản phẩm này, bởi vì lúc mà mình kiểu như lúc rửa lên da thì mình có cảm giác là nó khiến cho da mình sạch nè, rồi mềm mềm mượt nè, rồi có cảm giác là nó trắng hơn và nó sáng hơn nữa. Ngoài ra thì nó cũng rất là dịu nhẹ, không khiến cho da mình bị kích ứng hay là bị có bất kỳ một vấn đề gì cả. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn nhắc đến ngày hôm nay đó chính là sản phẩm tẩy da chết của Skin Food. Đây là Black Sugar Mask Wash Off. Đây. Đó, cái sản phẩm tẩy da chết này thì là một sản phẩm tẩy da chết mình cảm thấy là nó khá là đặc biệt. Để mình mở ra ở bên trong cho các bạn xem. Thì đây là ở bên trong của nó. Nó là một cái dạng mặt nạ, gọi là có cái hạt scrub rất là nhỏ, rất là li ti ở trong này. Khi mà mình sử dụng thì mình lấy một chút mặt nạ, sau đó mình bôi lên khắp mặt, mình massage và để trong tầm khoảng thời gian 5 phút. Sau đó mình lấy nước lên và mình bắt đầu rửa đi. Thì khi cái này nó tiếp xúc với nước thì nó biến thành dạng sữa, giống như là dầu tẩy trang, mình có thể rửa đi một cách rất là dễ dàng. Và sau khi mà mình tẩy da chết xong thì mình cảm thấy là da mặt mình cũng láng mịn, sáng, sạch, và cảm giác cũng rất là dịu nhẹ, không bị kích ứng hay là gì hết. Nên đây là một sản phẩm mình rất là thích. Giá của nó thì cũng phải chăng thôi. Cái em này này, nếu mà các bạn mua chúng được sale ở bên hàng á, hoặc là mua ở những cái chỗ mà cơ sở bán hàng Hàn Quốc mà nó có chiết khấu cao á, thì giá của nó cũng rất là rẻ, chỉ từ 180 đến 250 nghìn thôi. Còn nếu mà các bạn mua order ở bên Hàn Quốc mà chúng cái đợt không sale á, thì giá của nó mình nhớ là tầm 420 nghìn thì phải, thì khá là đắt. Nên các bạn nên chờ chờ sale rồi hẳn mua ha. Skin Food thì mình thấy nó cũng sale thường xuyên nữa, nên mình nghĩ các bạn cũng không phải chờ lâu quá đâu. Suýt tí thì quên mất mình đã nói tới sữa rửa mặt, nhưng mình lại quên mất nói đến một cái dụng cụ hỗ trợ rửa mặt mà mình rất là thích trong năm 2016. Thì các bạn nhìn thì các bạn cũng chắc chắn là các bạn cũng biết rồi, đây là máy rửa mặt Clarisonic Mia 2. Và cái đầu cọ mình đang dùng hiện nay là đầu cọ Satin. Mình cảm thấy cái đầu cọ Satin này khi mà kết hợp cùng với cái sữa rửa mặt All Natural Blooming Lifting kia thì nó tạo ra một cái hiệu quả rất là tốt. Bởi vì cái lông của cái cọ Satin thì nó khá là dài, nó dài hơn so với lông của cái đầu cọ Radiance. Nên cái khả năng gọi là tạo bọt rồi đi sâu vào lỗ chân lông của nó, mình cảm thấy nó có tác dụng, nhưng mà nó đồng thời lại mềm mượt hơn cái đầu cọ Radiance kia. Không biết các bạn nghe mình nói thì các bạn có thể hình dung ra được không hơn. Nói chung là cái lông cọ Satin á, thì mình có cảm giác là nó dài hơn, với lại nó mềm hơn. Thì lúc mà đi lên da thì nó cũng có cảm giác kiểu như êm ái hơn, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái độ làm sạch sâu của nó. Nói chung là đây là một cái dụng cụ rửa mặt mình rất là yêu thích trong năm 2016, và mình nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục
yêu thích trong năm 2017. Rồi sản phẩm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một loại toner. Toner mình có ở đây là bưng bưng. Đây là Avène Clean Acne Lotion Toner. Đây. Đây là vẻ bề ngoài của em đó. Cái em toner này á thì mình có cảm giác là rất là hợp với da của mình, bởi vì da của mình là da hỗn hợp thiên dầu và đặc biệt là cái vùng lỗ chân lông của mình thì nó bị to. Ở đây thì nó cũng có nói nè, đây là lotion làm sạch, chống bóng nhờn, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn. Mình cảm thấy là nó thật sự có tác dụng chống bóng nhờn rất là tốt. Nhưng mà vì nó như vậy nên mình nghĩ là các bạn mà da từ da khô đến da hỗn hợp thiên khô rồi thì sử dụng em này sẽ không phù hợp lắm đâu. Em này sẽ phù hợp hơn với các bạn da hỗn hợp thiên dầu đến da dầu mà có lỗ chân lông to cần thu nhỏ lại giống như mình. Mình cảm thấy em toner này là một em toner có tác dụng làm sạch rất là tốt. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mình chỉ cần đổ ra miếng thép sau đó lau nhẹ khắp mặt thôi. Có một cái điều duy nhất mà mình không thích về em này chắc là thiết kế của nó. Thì thiết kế của em này như sau ha. Các bạn có thể thấy ở đây là có một cái nắp. Ở trên này là không có đồ xoay đồ gọi là để vặn ra để mở luôn cái nắp này ra đâu, mà nó sẽ xoay một vòng. Đó, xoay cái nắp một vòng thì nó sẽ đưa mình đến một cái lỗ. Rồi từ cái lỗ này mình có thể đổ sản phẩm ra và sử dụng, sau đó thì xoay ngược lại. Mình cảm thấy thiết kế này gọi là khá là sáng tạo. Nhưng mà nó hơi gọi là không cẩn thận, không chắc ăn ấy ạ. Mỗi lần mà mình không cẩn thận mà mình chẳng hạn như mình bỏ vào trong túi rồi xong, nếu mà cái chỗ này mà nó chỉ cần lỡ xoay ra một tí thôi là tất cả các sản phẩm sẽ đổ ra ngoài hết. Và như vậy thì thật sự rất là phí và rất là dơ, và sau đó thì mình phải giặt cặp lại, và mình đã bị trường hợp này một lần rồi, nên các bạn sử dụng em này thì lưu ý nha. Lúc sản phẩm toner thì chắc là đến phần serum dưỡng da. Thì trong năm 2016 mình đã thử qua rất là nhiều các loại serum của các hãng khác nhau. Nhưng mà trong đó cái loại duy nhất mình thích thì chắc là loại vitamin C, serum vitamin C của hãng OST 21.5. Thì mình không có em đó ở đây bởi vì mình đã dùng hết và mẹ mình cũng đã lỡ cầm và quăng luôn cái hộp đó rồi, nên mình không có ở đây và mình cũng chưa kịp mua lại nữa. Nhưng mình sẽ để ảnh của em nó ở đây hoặc là ở đây cho các bạn xem nha. Thì cái loại serum C này rất là nhiều người chê bởi vì họ nói là khi mà bôi lên á thì họ không có cảm giác là nó có bất kỳ một tác động nào đến với da của họ hết. Nhưng mà đối với mình thì mình rất là hợp với cái loại serum này. Mình cảm thấy là khi mà mình sử dụng nó thì kiểu như da mình sáng hơn nè. Thâm mụn thì mờ đi không nhanh lắm đâu, nhưng mà da mình có sáng hơn thấy rõ. Rồi lỗ chân lông cũng được thu lại. Rồi mình cũng ít bị nổi mụn đầu đen hơn, bla 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 bla. Mình cảm thấy đó là một loại serum rất là tốt. Rồi sau bước serum là bước kem dưỡng ẩm. Thì cái loại kem dưỡng ẩm mà mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay là một loại kem dưỡng ẩm rất là lạ mà mình cảm thấy là cũng khá là ít nơi bán á, nhưng mà bởi vì nó quá tốt nên mình cũng quyết định giới thiệu luôn. Đó chính là em kem dưỡng ẩm của Holia Bright. Đây. Đây là cái tên hãng của em nó. Ôi. Mình thật sự là không biết phải đánh vần cái tên này luôn á. Tại bởi vì nó lạ quá. Và cái loại này thì made in Monaco. Monaco. Mình cũng không biết cái nước này là nước nào luôn. Cái loại kem này thì tại sao mà mình biết đến nó là bởi vì có một cái khoảng thời gian mà ở Đà Lạt trời rất là lạnh. Đó là tầm khoảng thời gian sau Tết thì phải, sau Tết. Không, trước Tết, đúng rồi, trước Tết thì trời Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn. Và lúc đó thì da của mình bắt đầu trở nên khô và trở nên nhạy cảm một cách kinh khủng. Mình bị nổi mụn rất là nhiều ở hai cái vùng bên má này, vùng trán này, cả vùng má bên này nữa. Rồi ở dưới cằm cũng có, nói chung là mình bị nổi rất là nhiều mụn. Đó thì có một người bạn đã giới thiệu cho mình cái loại kem dưỡng ẩm này. Thì cái loại kem dưỡng ẩm này là một loại kem dưỡng ẩm chuyên dùng cho da từ hỗn hợp thiên khô đến da khô. Rồi có khả năng gọi là giúp kháng viêm, làm cho các cái đầu mụn á nó dễ lành, nó lành nhanh hơn. Rồi nó cũng giúp mờ thâm nhanh hơn này nọ. Thì lúc đó mình cũng quyết định thử bởi vì lúc đó thật sự là mình không tìm ra một cái giải pháp nào để cứu rỗi cho làn da của mình hết. Thì sau khi sử dụng cái em kem dưỡng ẩm này, da của mình chuyển biến rất là tích cực. Mấy cái vùng mụn ở bên má của mình lúc đó mình nổi chắc cũng phải tầm 10 đến 15 cục mụn á, khắp mặt luôn, mà nó gớm lắm kìa, mà toàn là mụn mụn viêm không thôi. Thì lúc
mà mình sử dụng kem này nè thì cái vết mụn nó cũng kiểu như xe đầu dần, xong nó cũng em dần đi. Rồi mình cảm thấy da của mình cũng gọi là có sáng hơn, vết thâm có thì cũng mờ một cách nhanh chóng hơn, rồi da được cấp ẩm đồ rất là đầy đủ. Nên mình thật sự rất là thích cái kem dưỡng ẩm này, mặc dù mình chỉ mới sử dụng nó cho đến bây giờ là tầm 2 tháng thôi, nhưng mà mình đã cảm thấy trên da mình có những tác động rất là rõ rệt. Mình thật sự rất là cảm ơn bạn của mình bởi vì đã giới thiệu cho mình một loại kem dưỡng ẩm tốt như thế này. Thật sự em này là cứu tinh của đời mình trong 2 tháng vừa rồi luôn. Sau sản phẩm kem dưỡng, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm gọi là đặc trị mà mình cảm thấy thích nhất trong thời gian vừa qua. Thì đó chính là bưng bưng hai em này. Một em là đặc trị dành cho vùng thâm mắt của hãng Cool Magic Eye, một hãng của Nhật. Thì mình thấy cái loại kem mắt này nè cũng khá là dễ mua nha, tại vì mình thấy có rất là nhiều shop mỹ phẩm bán cái loại này. Cái em này nè thì nó không có tác dụng, gọi là mình nghĩ là nó không có tác dụng điều trị quầng thâm mắt đối với những cái quầng thâm mắt mà gọi là lâu năm kinh điển gì đâu, gọi là thâm niên thâm mắt rồi thì chắc nó không có tác dụng. Nhưng mà đối với các bạn mà không có quầng thâm mắt thâm niên ấy, là chỉ khi nào mà mình gọi là sao, mình thiếu ngủ thì mới bắt đầu xuất hiện thâm mắt thôi, thì em này hoạt động rất là tốt. Trong cái khoảng thời gian Tết vừa rồi á, mình ngủ một ngày mình ngủ rất là ít, mình ngủ chỉ tầm 3-4 tiếng thôi. Và đáng lý là vì mình ngủ ít như vậy nên đáng lý cái quầng thâm mắt của mình nó đã xuất hiện rất là rõ rồi, bởi vì mình là một đứa rất là dễ kết tinh quầng thâm mắt. Nhưng mà vì mình có sử dụng em này và mình sử dụng rất là thường xuyên nên vùng thâm mắt của mình hiện ra cũng không có rõ lắm. Nó cũng kiểu có nhưng mà nó cũng nhạt nhạt thôi. Còn cái đêm nào mà mình không bôi cái em này nè, mà sáng hôm sau mình thức dậy là y như rằng mắt kiểu như đen xì lên luôn. Nên mình cảm thấy em này có tác dụng ngăn ngừa việc xuất hiện quầng thâm rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng có một số bạn nói là cái em này cũng không có tác dụng gì nhiều hết, nên trước khi các bạn thử em này thì mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc đắn đo một tí xíu ha. Rồi sản phẩm đặc trị thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây là một sản phẩm dành cho mụn. Thì cái này là một sản phẩm của La Roche-Posay Dual Plus. Đây, cái em này thì nó cũng rất là nổi tiếng trên thị trường và các bạn có thể tìm mua nó một cách rất là dễ dàng. Cái em này thì tác dụng của nó là mình cảm thấy nó có tác dụng làm êm mụn khá là nhanh. Ý là ví dụ như mình đang có một cục mụn nào đó mà nó đang sưng rất là to, thì mình có thể bôi em này và bôi trong vòng từ 4 đến 5 ngày thì cái cục mụn to nó sẽ giảm lại còn có tí xíu thôi, mình có thể lấy nhân mụn nó rất là dễ dàng. Cái em này thì nó nói là có khả năng vừa trị mụn mà lại vừa dưỡng ẩm cho da, và nó có thể khuyến khích là có thể bôi được lên khắp toàn mặt luôn, có khả năng dưỡng ẩm luôn. Nhưng mà đối với cái tác dụng này thì mình cảm thấy là nó không có hiệu quả với mình cho lắm, bởi vì có một lần mình thử bôi em này lên khắp toàn mặt thì da mình sau đó trở nên gọi là khô, một khô đét luôn. Nên mình nghĩ là đối với em này mình chỉ sử dụng để chấm lên những cái vùng mụn đồ thôi, chứ để bôi khắp mặt thì mình nghĩ là mình không có khả năng đó. Nhưng mà có một số người cũng sử dụng em này để bôi khắp mặt nè, tại vì mình thấy mình xem các cái video mà kiểu như review ở bên Mỹ á, thì họ cũng có sử dụng em này để bôi khắp mặt buổi sáng và buổi tối thì da của họ sau đó cũng chuyển biến rất là tốt. Mình nghĩ cái này là gọi là tùy người thôi, tùy người sử dụng, tùy điều kiện da, tình trạng da mỗi người ha. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn nói đến video ngày hôm nay đó chính là Innisfree Daily UV Protection Cream No Sebum. Đây là dòng kem chống nắng của Innisfree dành riêng cho da dầu. Nó có tác dụng thứ nhất là nâng tông da, thứ hai là không, đầu tiên nói đến kem chống nắng thì tác dụng đầu tiên của nó phải là chống nắng đã, sau đó thì là nâng tông da, và thứ ba là kiềm dầu. Nó không có gì đặc biệt, nó chỉ có ba tác dụng đó thôi, nhưng mà mình cảm thấy nó làm hoàn thành xuất sắc cả ba tác dụng luôn. Tác dụng chống nắng của nó rất là tốt, mình có thể bôi nó sau đó đi ra ngoài và mình không có cảm giác là da mình bị đen đi dù mình có tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Đương nhiên là mình cũng có che chắn lại rồi, nhưng mà kem chống nắng này giúp cho da mình không bị đỏ, không bị ngứa, không bị kích ứng bla 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 gì với ánh nắng mặt trời hết. Cái tác dụng thứ hai của nó là nâng tông da, thì cái này mình biết là đây cũng là một tác dụng
khiến rất là nhiều người không thích loại kem chống nắng này, bởi vì các bạn không thích các loại kem chống nắng mà lúc mà bôi lên khiến cho da trắng một cách gọi là hơi bị giả, đúng không ạ? Thì cái cách áp dụng của mình để khiến cho nó trắng không bị giả quá là mình sẽ đổ ra tay, sau đó mình massage trên tay trước, sau đó vỗ đều lên da. Thì như vậy lúc mà nó lên da thì nó sẽ thật với da hơn và nó cũng mỏng á, cái lớp của nó cũng mỏng, không khiến các bạn bị bấy da gì hết. Cái tác dụng thứ ba của nó là tác dụng kìm dầu, thì đây là tác dụng đỉnh nhất của em này luôn. Khi mà mình bôi em này mà mình đi ra đường, dù mình có để từ sáng sớm cho đến lúc chiều tầm 3-4 giờ thì da của mình cũng không bị ra quá nhiều dầu. Và mình cảm thấy em này là một loại kem chống nắng rất rẻ và cũng rất là được việc. Em này thì cực kỳ rẻ luôn, các bạn hoàn toàn có thể tìm mua nó với giá tầm chỉ là từ 220.000 đến 270.000 tùy đợt. Lâu lâu mà có shop nào mua chúng đợt sale của Innisfree thì giá cũng chỉ tầm từ 170 đến 180 thôi, nên cực kỳ rẻ, đúng không ạ? Và một trip này thì mình sử dụng được tầm khoảng 6 tháng sử dụng liên tục. Nói chung là rẻ, ngon, bổ rẻ. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình xin cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã subscribe và theo dõi những video của mình. Mình thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngoài ra thì mình có một số bạn cũng yêu cầu mình là làm video Q&A, questions and answers, nên mình quyết định là mình sẽ làm video đó. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn đặt cho mình thì các bạn hãy comment dưới video này nha, và mình sẽ làm riêng một video để trả lời luôn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn thích video thì hãy like và subscribe cho kênh, cho channel của mình nha, không phải là kênh channel mà là channel. Mình biết là mình đã nói sai và bây giờ mình đang cố gắng sửa đây, nhưng mà mình vẫn quen đó là kênh channel rồi, nên kiểu như sửa thì cũng cần một thời gian, nên lâu lâu nếu mà mình nói bị lậm thì các bạn hãy bỏ qua cho mình nha. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.